Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Hôm nay mình làm món tôm kho tàu nha mấy bạn. Thì món tôm kho tàu mình ở đây mình có là 300g tôm nè mấy bạn. Tôm này thì mình đã ướp sẵn rồi nha. Vậy là chúng mình bây giờ vào bếp để làm món tôm kho tàu nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình bắt bếp lên lượng kho nha mấy bạn. Mình để lửa cho nó ghiêu ghiêu thôi nha, để cho cái dầu của mình nó nóng lên cái mình mới xào được. Thì mấy bạn biết không, thì lúc này bé nhà mình nó đi học á, cho nên mình buổi sáng mình không có làm được đâu, mình làm những cái món ăn vào buổi chiều không hà. Vậy bây giờ lúc này là cũng 5 giờ mấy rồi mấy bạn, trời sập tối rồi, dạ lại với trời mưa nữa, trời cũng chuyển mưa nữa, cho nên nó tối mình bắt đèn lên nó không có được sáng nha mấy bạn. Vậy bây giờ cái dầu của mình nó đã nóng rồi nè mấy bạn, thì mình để hành và tỏi băm vào nha. Mình để hành và tỏi băm vào cho phi cho nó thơm lên. Rồi bây giờ hành với tỏi của mình nó đã thơm rồi nè mấy bạn. Vậy là mình để cái tôm vào nha. Cái tôm này hồi nãy mình đã ướp rồi nè. Mình ướp có khoảng 5 hoặc là 10 phút để cho nó thấm cái vào cái con tôm của mình nha mấy bạn. Mình để tôm vào thì mình cho lửa nó hơi lớn một tí để cho con tôm nó mau săn lại. Và cái nước này là cũng như là cái gạch tôm hồi nãy á, mình lấy cái này rồi mình để vào luôn. Mình chở cho cái con tôm nó săn lại nha mấy bạn. Rồi mình hả bớt lửa, mình chụm lại cho nó ghiêu ghiêu. Dạ mấy bạn ơi, bây giờ con tôm nó của mình nó đã rút hết cái nước mà mình hồi nãy mình ướp rồi nè. Vậy là bây giờ mình để vào một miếng nước dừa nha mấy bạn. Mình để vào một miếng nước dừa đừng cho nó thấm cái gia vị của hồi nãy mình nêm á, mình ướp á. Mình để cái nước dừa vào để mình kho là mở cho nó một thêm có khoảng 5-10 phút nữa cho nó thấm cái gia vị nó mới ngon. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái tôm của mình nó đã sệt lại rồi này, thì mình để cái hành tím vào nha. Mình để hành tím vào, mình chờ có khoảng 2 phút rồi mình tắt bếp nha mấy bạn. Thì bây giờ cái con tôm của mình nó đã chín rồi nè mấy bạn. Vậy là mình tắt bếp mình múc ra được rồi đó nha. Thì các bạn ơi, mình đã làm xong cái món tôm kho của mình rồi nè mấy bạn. Thì hôm nay cái tôm này mình mua nó không có được tươi, cho nên mình kho nó cũng màu không có được đẹp nha mấy bạn. Nhưng mà mình nhìn thấy nó cũng được, cũng tạm là được. Vì chiều hôm nay bữa cơm gia đình mình chiều hôm nay là có thịt gà hầm củ cải và món tôm kho nha mấy bạn. Vậy thì đến đây mình chúc tất cả các bạn, các cô chú xem món ăn của mình vui vẻ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn, các cô chú trong món ăn lần sau. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn, các cô chú nha.